Chào mọi người. Hôm nay tôi giới thiệu với mọi người về cái nét đẹp của hồ thị trấn sông Hình. Hồ trung tâm thị trấn. Hồ này có tên là hồ Xuân Hương. Xa xa bên kia bờ hồ đó là Phu La Diêm. Phu Diêm được nối với trung tâm thị trấn qua một chiếc cầu. Cảnh đẹp quá hơn các bạn. Cảnh hồ trung tâm rất đẹp các bạn. Đẹp lắm. Đẹp lắm các bạn. Đây là một cái bãi cỏ để vui chơi ở bên hồ.
xe là đổi thông với các bạn. Trước mặt các bạn là cái vòng tròn, đó là vòng Nghinh Phong, nơi diễn ra của ban tổ chức đua thuyền hàng năm vào ngày 6 tháng Giêng. Đây là khu của ban tổ chức đua thuyền rồng hàng năm các bạn. Đây là cái nhánh hồ phía trên cầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân.